Mỗi tuần chúng tôi sẽ mang tới mỗi đêm nhạc khác nhau và với những ca khúc khác nhau. Và đêm nay, đêm nhạc của R&B. Năm cô nàng búp bê xinh đẹp sẽ mang lại những phần trình diễn vô cùng mong đợi và màn đối đầu không kém phần kịch tính. Start the beat. Tất cả chúng ta đều có cơ hội được vote các bạn. Và ai là người có số vote nhiều nhất sẽ phải dừng cuộc chơi ngay tại đây. Em sẽ chọn ai? Nói chung là Châu Anh, chắc là thấy cô ấy hát hay, tài năng, cho nên là muốn loại cô ấy liền đúng không ạ? Châu Anh, em có buồn về cái kết quả này không? Em chọn ai? Số 4 ạ. Mùi, thôi đừng khóc mà. Tới vòng này kiểu em bị đơ luôn á. Dạ. Bây giờ chọn đi. Thôi thì bây giờ chị Vi đã có 2 phiếu rồi, nhưng mà thay vì bây giờ 3 phiếu cũng vậy, nên là thôi nhường lại cho Như Ngọc đi. Đấy. Ừ. Đấy. Cho chia sẻ tình chị em. Liệu là các cô nàng bảo vệ nhau hay tình chị em chắc có bền lâu? Em rất là xin lỗi chị. Biết vậy là không có làm thân với mấy người này đâu thì cả. Unify. Các bạn là người đã theo dõi cái phần thi này, các bạn nghĩ gì về sự kết hợp của họ? Chắc là trả lời từng người đi ạ. Tại vì Unify còn có một cái tên là Uni Mâu Thuẫn nữa. Xin được chào mừng tất cả quý vị và các bạn đang đến với chương trình Cùng Hát Lên Nào. Và mình cùng hát lên nào lời tình tha. Còn gọi mùa xuân đến với đời này, anh ơi xin người chớ lo âu vì cuộc đời còn bao năm ấm. Sông vẫn còn gọi bơi cát trắng biên chiều, nước vẫn còn một môi xanh biếc thuở nào, dòng sông xưa vẫn ngàn năm trôi mãi chờ hỏi về biển lớn. Nào mình cùng hát lên nào lời tình tha. Vũ Quốc Việt và ca khúc Hãy Hát Lên đã mở đầu cho chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và một lần nữa chào mừng tất cả quý vị và các bạn đang đến với chương trình Cùng Hát Lên Nào. Em hãy giới thiệu về mình đi ạ. Em xin gửi lời chào đến quý vị khán giả và tất cả mọi người đang có mặt trong khán phòng ngày hôm nay ạ. Em tên là Lê Châu Như Ngọc.
Mình xin chào tất cả mọi người, mình tên là Như Ngọc và hiện tại mình đang theo học tại trường Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Sở trường âm nhạc của mình là R&B và pop. Mình rất là thích những cái kỹ thuật lý và những cái cách xử lý nó hơi mang tính trẻ trung và rất là thời đại như các bạn trẻ hiện giờ đang theo đuổi. Khi mà được biết khách mời Unify thì mình cảm thấy wow, rất là phấn khởi, bởi vì cặp này có thể là một cái cơ hội để mình giao tiếp cũng như là làm quen với các anh nhiều hơn. Mình mong là các bạn sẽ theo dõi và đón chờ tập của mình nhé. Các bạn ơi, đây là đối thủ đáng gờm nha, các bạn để ý nha. Hãy cẩn thận, người chị kế bên đang rất là soi em. Anh rất là thích trang phục của em hôm nay. Cảm ơn anh. Rất là lóng lánh và chiếu sáng, mang tới may mắn đúng không quý vị? Em hãy giới thiệu về mình đi ạ. Xin kính chào tất cả quý vị khán giả, em tên là Hải Vi ạ. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Hải Vi. Hiện tại thì Vi đang là ca sĩ tự do. Và cái thể loại âm nhạc mà Vi đang theo đuổi đó là pop, pop ballad. Trước đây thì Vi đã từng tham gia chương trình The Voice và cũng không may là mình đã dừng lại ở vòng đối đầu. Thì sau một khoảng thời gian đó thì mình cảm thấy hơi nhàm chán, cho nên là mình mới quyết định tham gia game show này để tăng hứng khởi hơn, làm cho mình có thể sáng tạo nhiều hơn để tập trung làm sản phẩm hoặc là một cái gì đó mới mẻ hơn. Đến với chương trình Cùng Hát Lên Nào thì Vi nghĩ Vi sẽ tự tin vào sau vòng 4. Cho nên là các bạn hãy coi chừng mình nha. Mình sẽ vào sau hơn các bạn đó. Các bạn ơi, một đối thủ đáng gờm nữa nha, mọi người hãy lưu ý nha. Cảm ơn em rất nhiều, bây giờ chúng ta hãy cùng đến với người bạn tiếp theo. Xin chào tất cả mọi người, em tên là Châu Anh ạ. Hello, xin chào tất cả mọi người, mình là Châu Anh đây. Mình là một cô gái tới từ Lào Cai này. Phong cách mà mình theo đuổi thì khá là đa dạng. Thể loại âm nhạc mà mình yêu thích đó chính là R&B, Hip Hop. Đặc biệt là mình còn có sở thích cover các bài hát K-pop nữa. Tiếng Hàn, tiếng Anh hay tiếng Việt thì mình đều thích hết. Thời gian sắp tới thì mình sẽ hướng đến một hình ảnh đa năng này, có thể mình vừa chơi nhạc cụ được, vừa hát, vừa nhảy, và mình sẽ cố gắng hoàn thiện tất cả các kỹ năng của mình cũng như là cho ra những sản phẩm âm nhạc mà mình có thể tự sáng tác. Như thế thì sẽ thể hiện được cá tính riêng của bản thân mình hơn. Thực ra thì mình cũng chưa có qua trường lớp hay là học những cái kỹ năng thanh nhạc chuyên sâu gì hết. Mình hát là theo bản năng luôn mọi người ạ. Vì vậy mà mình đã quyết định là sẽ vào thành phố Hồ Chí Minh để theo đuổi con đường âm nhạc chuyên nghiệp, và mình mong là mọi người sẽ ủng hộ mình qua chương trình này nhé. Annyeonghaseyo, em phải hát một bài đi. Chắc chắn rồi mọi người ạ. 다시 캄캄한 이곳에 light up the sky. 네 두 눈을 보며 I kiss you goodbye. 실컷 비웃어라 고전이가 이제 너의 하나 둘 셋. How you like that? Em hãy giới thiệu về mình đến quý vị khán giả đi ạ. Chào anh. Hi. Và em là Chia. Take me back, back home. Đường về cũng chẳng có xa. Đưa em về qua ba ngã năm. Năm ngã ba là nhà. Xin chào mọi người, tôi tên là Hải Châu, nhưng hãy gọi tôi là Chia nhé. Đối với Tia, ngoài sở thích ca hát ra thì Tia còn có một sở thích nữa, đó là chạy bộ vào mỗi buổi sáng sớm. Hòa mình vào không khí trong lành mà còn được ngắm nhìn thành phố thức dậy thì cảm giác thật là đã đúng không nào? Hi hi. Từ khi Tia sử dụng điện thoại Galaxy S21 FE 5G này thì Hòa vô cùng thích thú khi có thể lưu giữ lại những khoảnh khắc vô cùng tuyệt vời cho riêng mình. Với tính năng quay kép, Tia có thể giữ toàn bộ khoảnh khắc đẹp cũng như cảm xúc của mình cùng một lúc. Rất độc đáo đó nha.
mỗi lần Tia nhìn lại, Tia cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Và đến với Cùng Hát Lên Nào, đây không phải là một chương trình tìm kiếm tài năng, nhưng đối với Tia, đó là một chương trình để mà Tia được cọ sát, được gặp gỡ những người ca sĩ rất là trẻ, rất là tài năng. Và đây cũng là một dịp để mà Tia biết được là mình nên làm gì và mình đang ở đâu. Em là ca sĩ cũng đã có tuổi rồi, không biết là mọi người biết tên em chưa, nhưng mà em nhắc lại là Tia. Xin chào mọi người. Tất nhiên mọi người phải biết tên Tia rồi. Tia không những hát hay mà Tia còn sáng tác. Ok. Thank you. Đúng không ạ? Ghim nha các bạn. Còn em, hồi nãy anh nghe láng thoáng như là em có biệt danh là Muội. Dạ vâng. Anh có thể gọi em là Muội chứ? Dạ được ạ. Chào Muội. Dạ em chào. Muội hãy giải thích một xíu về cái tên của mình. Muội là tên ở nhà của em ạ. Và mẹ em ngày xưa thích coi phim kiếm hiệp á, nên là đặt tên cho em là Muội. Xin chào, mình là Hồ Võ Thanh Thảo và mọi người có thể gọi mình là Muội. Sở dĩ mình đặt tên là Muội là tại vì cái thứ nhất là đó là tên ở nhà của mình, mẹ mình đặt. Và cái thứ hai là cái tên Muội nó ngắn gọn nè và nó đặc biệt nè, với lại kiểu để cho gần gũi hơn với tất cả mọi người. Hiện tại mình đang học tại trường Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh và mình đã từng tham gia chương trình Giọng Hát Việt Nhí năm 2014 và ở đội của chú Lam Trường. Dòng nhạc hiện tại mình đang theo đuổi đó là R&B, ballad, pop. Trong tương lai mình muốn là mình sẽ có thể vừa sáng tác nè, vừa hát nè và vừa sản xuất ra những bản nhạc của riêng mình. Bên cạnh đó thì mình có một band nhạc tên là Starry Night gồm 3 thành viên là Tô Đông Phong, Jean và mình là vocal và vừa đánh guitar bass. Nhắn với gió những câu thầm thì đôi mi em như chìm vào ký ức trong từng cuốn phim. Phải lấy tình cả anh phía trao người quên tháng ngày. Cô níu lấy trong vang đôi bàn tay nhẹ vang câu hát. Một câu nói mà mình rất là tâm đắc trong cuộc sống đó là không cần người khác nghĩ gì về mình, chỉ cần là mình đã làm hết mức có thể. Muội có phải là một ca sĩ nhạc R&B hay không, hay là Muội cũng hát nhạc phim kiếm hiệp? Dạ thật sự thì dòng nhạc em và cái hướng em muốn theo đuổi sau này đó là indie ạ. Nên là em để một cái tên cũng rất là indie và rất là gây khác tò mò. Dạ đúng rồi. Gây tò mò. Dạ vâng ạ. Rất là nhiều ý nghĩa đúng không ạ? Dạ vâng ạ. Có thể là Muội trong phim kiếm hiệp. Dạ. Cũng có thể là cục xí Muội. Dạ đúng rồi, em rất là thích ăn xí Muội. Yeah. Và em cũng hôm nay cũng vừa ngọt ngào vừa mặn mặn như một cục xí Muội đúng không ạ? Hy vọng em sẽ gặp nhiều may mắn. Chủ đề của chúng ta là đêm nhạc R&B và những người mà hát R&B thường cái sự luyến lấy, cái sự feeling của họ rất là nhiều. Nhưng ở trò chơi này các bạn phải bám sát vào phiên bản gốc. Samsung Galaxy S21 FE 5G hân hạnh đồng hành cùng chương trình.